Ê, lộn nhà hả? Không, anh không lộn. Ủa, giao hàng trai hả? Ừ, đúng rồi, anh đến giao hàng. Anh đến giao cái trái tim bé bỏng cho em đấy. Em biết không, ngay từ những cái lần đầu gặp em ở dưới tòa nhà, anh đã say em rồi. Anh tặng em. Thiệt hả? Thật chứ không thuyền. Thế đang chuẩn bị đi chợ? Chưa đi chợ, 10 giờ mới đi lận. Nói gì vậy? Thì anh hỏi để biết, để đến đây chơi với người đẹp ấy mà. À mà cho anh hỏi một câu tế nhị tí nhá. Hỏi đi. Thế cô chủ em thường vắng nhà lúc mấy giờ? Giờ bà đi làm suốt hả? Những cái giờ bà đi vắng nhà em biết hết. Giờ nào bà ở nhà em mới quên nấu cơm. Ê, thôi anh về nhá. Hôm khác, tức khác anh sẽ đến với em một cách bất ngờ. Trời. Anh đi nhá. Trời ơi, trời ơi, hoa cưới nè, sắp lấy chồng rồi. Yêu hay không yêu nói một lời thôi. Nhà cửa không lo dọn, suốt ngày cứ hú hoài. Nó nghe là chị. Gì? Chắc chị kiếm ô xin khác đi. Em sắp lấy chồng rồi. Trời, thằng nào xui dữ vậy? Gì trời? Xui gì mà xui. Trời ơi, nói chị nghe nha. Anh đó hả, đúng là mỗi người đàn ông lý tưởng của em luôn á. Trời ơi, chị biết không, đứng đối diện với ảnh hả, em nhìn sâu vào đôi mắt của ảnh, em thấy hiện lên hai chữ chung thủy luôn á. Chị biết không, ảnh nhìn em lại bằng đôi mắt hả, như là muốn chấm bồ tạt ăn sống em luôn á trời. Ý là ăn tươi nuốt sống hả? Xạo quá. Thiệt mà, trời ơi, tặng hoa cho em nè, coi nè. Em biết sao mà ảnh muốn ăn tươi nuốt sống em không? Sao? Nhìn ngon lắm không? Nhìn mặt em giống miếng con cá hồi vậy. Miếng cá hồi, còn miếng hồi mắc tiền lắm luôn á. Em biết tại sao anh thích em luôn. Anh chỉ cần nhìn vô cái lớp trang điểm xương xương của em thôi là anh thích rồi. Ủa, vậy là xương xương á hả? Xương xương rồi. Trời ơi, nhìn không khác gì con ô xin. Ủa chứ em ô xin mà. Nhưng mà ô xin nhà này phải sang ô xin nhà khác, hiểu chưa? À sao? Yên tâm, để đó chị lo. Đừng hồng đánh xương xương vậy thôi nha. Đậm đậm đi chị. Đậm đậm xíu. Vừa vừa hả mẹ ơi. Đậm đậm xíu đi. Miếng cá hồi. Vậy nè, nó mới vừa cái màu mô của em. Ừ, rồi, để kể cho mày coi nè. Đúng rồi, tới sợi đi chị, em thích sợi sợi á. Được rồi, chị biết rồi mà, từ chị làm cho. Cho cái đuôi, cho cái đuôi. Mày đụng cái tay vậy sao tao làm? Cho cái đuôi không có cái. Tự làm luôn đi. Trời ơi, tôi vẽ cho bôi, bà không biết làm gì hết trơn á. Thôi mình tự làm luôn, chị đi làm á. Ừ, làm đi. Ôi, rảnh đi chợ giùm đi chị. Gì? Đi chợ giùm đi. Đi chợ? Đi sớm sớm rồi để hết chợ. Đi về giúp giùm bữa đi nha. Sáng này khỏi lãnh lương nha. Ừ, cũng được nữa, có chồng lo. What? Chồng lo? Mày ngon rồi đó. Con điên. Coi tôi nè. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Anh muốn thấy được đôi mắt em, anh phải dán cái rèm cửa ra. Với phong cách trang điểm này sẽ gây ấn tượng với ảnh thôi. Lộng lẫy hơn xíu đó, ta make up miệng cười chúm chím không điểm.
ô sinh nhà mình phải sang ô sinh nhà khác. Đây nè, quá sang luôn, chị muốn gì nữa? Đây là sản chứ không phải sang. Con trai thời nay á, người ta thích con gái có trái tim nhân hậu. Trái tim nhân hậu có luôn. Đâu? Một trái tim này, một trái tim trên miệng nữa. Là hai, hai là nhân, nhân hai. Cái trái tim này là trái tim nhân bản, lố lăng, chứ không phải trái tim nhân hậu. Trời ơi, bây giờ người ta không có thích vẻ bề ngoài, mà đặc biệt ông lòe loẹt như em nữa. Nếu như mà em bỏ hết những lớp trang điểm, những lớp quần áo này ra thì anh có chịu lấy em nữa không? Có, em càng đơn giản ảnh càng thương em. Vậy hả? Thiệt. Em yên tâm đi, ảnh mà có chê em á, nhường lại cho chị. Vậy? Không, ý chị á là ảnh mà chê em á, chị xử ảnh. Trời ơi, vậy là em muốn lấy chồng được phải không chị? Đúng rồi em cứ bình thường, em dễ thương, em có chồng thôi. Quá nhà không? Bấy bì ố xin của anh ơi. Khiếp, anh nói một mà em hiểu tới 16. Anh vào với em luôn đây. Ô tôi chết nhầm. Toilet. Đây chứ. Thế này chắc không đủ xài rồi. À, còn cái tivi màn hình siêu phẳng. Nặng quá ta, thôi để lần sau. Cái này được này. Ủa? Bấy bề. Mới qua chơi hả? Mới qua chơi, nhìn hôm nay em sexy lady quá. Qua chơi em nói gì tôi chuẩn bị. Thì ra nói này. Chưa kịp make up gì hết chứ. Không, nhìn đẹp tự nhiên là được. Ủa đi đâu xếp đồ nhiều. Đi qua chơi với em đấy. Trời ơi, má này giống cô chủ em vậy. Trời ơi, cái màu vỏ này cũng giống luôn. Trời ơi. Mượn anh mượn mấy hôm nhá. Mượn đi. Thế chắc anh về nhá. Hay quá. Mượn nhớ trả không? Ừ, nhớ trả. Ủa. Trời, đi vội vã, mặt lấm lem. Ôi tình yêu vội vã. Giống ăn trộm vậy. Giống ăn trộm vậy. Ủa vậy là ăn trộm chứ không yêu đương gì mình hả ta?